Bệnh viện Bạch Mai, nơi có hỗ trợ triển khai phòng khám F0 từ xa tại quận Đống Đa. Là địa bàn dịch cấp độ 3 của Hà Nội, số lượng F0 hàng ngày trên địa bàn quận Đống Đa trung bình trên 100 bệnh nhân. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc trên địa bàn quận Đống Đa tăng nhanh, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa có công văn gửi Bệnh viện Bạch Mai về việc hỗ trợ chuyên môn, nhân lực tham gia các trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm bệnh COVID-19 trên địa bàn quận. Trong buổi làm việc giữa ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai với đại diện lãnh đạo quận Đống Đa vào ngày 24 tháng 12, ông Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận cho biết, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội và quận Đống Đa đang diễn biến hết sức phức tạp. Quận Đống Đa được thành phố đánh giá thuộc cấp độ 3 của dịch COVID-19 trong 2 tuần liên tiếp với trung bình hơn 100 ca nhiễm mới trên ngày. Quận Đống Đa đã thiết lập 21 trạm y tế lưu động tại 21 phường và một cơ sở thu dung quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 tại ký túc xá trường Đại học Thủy lợi. Trong tháng 12 năm 2021, quận có kế hoạch tiếp tục thành lập thêm một cơ sở thu dung quản lý điều trị người nhiễm COVID-19 tại ký túc xá trường Đại học Ngoại thương. Với mục tiêu tập trung điều trị tốt ngay tầng 1, theo phân tuyến điều trị của Bộ Y tế, việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của trạm y tế lưu động và các cơ sở thu dung điều trị người nhiễm COVID-19 là cần thiết. Quận Đống Đa đề nghị Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ 21 nhân viên y tế trực tiếp cầm tay chỉ việc, hỗ trợ chuyên môn cho 21 trạm y tế lưu động tại 21 phường và 2 kiếp nhân viên y tế phải luân phiên hỗ trợ cho cơ sở thu dung, quản lý điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn quận. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc phụ trách điều hành bệnh viện nhấn mạnh, Bệnh viện Bạch Mai luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho quận Đống Đa trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bởi giúp Đống Đa cũng là giúp cho chính mình. Ngay khi nhận được công văn của quận, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viện đã họp và đưa ra kế hoạch hỗ trợ triển khai phòng khám F0 từ xa tại quận. Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ quận Đống Đa đào tạo, nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở trong chăm sóc, tư vấn, truyền thông, hỗ trợ đồng hành, tư vấn đảm bảo an toàn cho người bệnh. Tổ chức truyền thông cho F0 tại nhà thông qua các nền tảng, các video được xây dựng YouTube, Facebook, chuẩn hóa trạm y tế lưu động, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, tổ chức vận hành, đảm bảo chất lượng điều trị, chăm sóc tại 2 đơn vị thu dung, đi buồng, theo dõi, điều trị, giao ban và hội chẩn từ xa. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.